Các em sẽ cùng cô thực hành tiếp bài số 4, phần A Closer Look 2. Trong tiết học này thì chúng ta sẽ thực hành với hai phần ngữ pháp sau đây. Phần số 1 đó là thì quá khứ tiếp diễn, và phần ngữ pháp số 2 đó là cấu trúc câu which cộng với past simple, thì quá khứ đơn. Cụ thể thì chúng ta sẽ xem trong phần ghi nhớ và các bài tập của tiết học này. Còn bây giờ thì các em hãy cùng cô đọc một số từ vựng. Wish, nightmare, weaving workshop, emperor, microphone, tidy, untidy, lie, own, impossible, dirty, dirty clothes, dishwasher, do the washing up. Đó là một số từ và cụm từ có trong bài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt làm các phần của bài học game nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thì quá khứ tiếp diễn trước. The past continuous, thì quá khứ tiếp diễn. Chúng ta sẽ có hai phần ghi nhớ sau đây. Hai ý nghĩa của thì quá khứ tiếp diễn. Các em hãy lấy vở ra và chúng ta ghi chép đầy đủ vào để chúng ta học thuộc và làm bài tập các bạn nhé. Ý nghĩa thứ nhất, we use the past continuous to describe an action that was happening at a particular time in the past, or a past action that was happening when another action interrupted it. Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để mô tả một hành động mà đã đang xảy ra ở một thời điểm xác định trong quá khứ, hoặc là một hành động trong quá khứ mà nó đã đang xảy ra khi có một hành động khác xen vào. Thì chúng ta sẽ nhớ cái ý nghĩa của nó để chúng ta có thể chia động từ đúng theo tình huống các bạn nhé. Ý nghĩa số 2. We also use the past continuous to emphasize how long an action took and how much time somebody spent doing it. We usually use adverb phrases that explain the length of time, such as on morning, week, year, for hours, days, weeks, months, years. Chúng ta cũng sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để nhấn mạnh xem là một hành động nó mất bao lâu thời gian, hoặc là một ai đó phải dành bao nhiêu thời gian để làm một công việc đó. Và chúng ta luôn sử dụng những cái cụm trạng từ để có thể thể hiện được khoảng thời gian này. Ví dụ như là all morning là cả buổi sáng, hay là all week cả tuần, hoặc là cả năm, hoặc là four hours hàng giờ đồng hồ, hoặc là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng, hoặc là bao nhiêu năm. Chúng ta sẽ xem ví dụ dưới đây. We were cooking all morning because we had our friends coming for lunch. Chúng tôi đã nấu ăn cả buổi sáng bởi vì chúng tôi có một số người bạn đến để ăn trưa. Thì bây giờ trong ví dụ này, cô trò chúng ta hãy xem về hai ý. Ý thứ nhất là chúng ta sẽ xem về phân tích về cái cấu trúc của nó theo thì quá khứ tiếp diễn. Và ý thứ hai là chúng ta sẽ xem là nó có đúng với những cái ý nghĩa mà chúng ta vừa tìm hiểu hay không các bạn nhé. Trước tiên thì các em sẽ xem về cấu trúc. Thì đối với thì quá khứ tiếp diễn, cấu trúc của chúng ta rất đơn giản với chủ ngữ, động từ to be và động từ thêm doing. Trong đó thì động từ to be, phần cô bô đen trên màn hình, được chia làm hai dạng, was và were. Trong đó thì đối với các chủ ngữ là số ít thì chúng ta sẽ dùng động từ to be was. Với các chủ ngữ là số nhiều hoặc là chủ ngữ you, cho dù cả số ít số nhiều, thì chúng ta sẽ dùng động từ to be là were. Trường hợp thứ hai này. Và sau đó là động từ chính thêm doing. Đây là thể khẳng định các bạn nhé. Đối với câu phủ định thì chúng ta chỉ cần thêm not sau động từ to be. Còn đối với thể nghi vấn thì chúng ta sẽ đảo động từ to be này lên trước chủ ngữ. Quay trở lại với ví dụ vừa rồi thì chúng ta thấy là chủ ngữ của mình là we, số nhiều, cho nên các em dùng động từ to be là were, đúng không các bạn? Đây, động từ to be đây. Sau đó là verb ing thì trong câu này là động từ cooking. We were cooking, chúng tôi đã đang nấu ăn. Rồi, phần số 2 là chúng ta sẽ xét đến về cái ý nghĩa của nó. Như vậy thì câu này thể hiện hành động là đã đang xảy ra trong quá khứ. Chúng ta thấy là nó giống với ý nghĩa số 1 và ý nghĩa số 2 luôn. Đã đang xảy ra đó là chúng tôi đã đang nấu ăn. Và ở ý nghĩa số 2 thì có thể hiện trong câu này là chúng ta có những cái adverb phrase, đó là cụm trạng từ để
thể hiện về khoảng thời gian, đó là all morning, là cả một buổi sáng. Có nghĩa là cả trong buổi sáng đó là chúng tôi đang nấu ăn. Đó là toàn bộ ý nghĩa, cấu trúc cũng như là ví dụ của thì quá khứ tiếp diễn. Và áp dụng phần này thì chúng ta sẽ làm bài tập số 1 như sau. Các em sẽ chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn. Bài tập 1 này rất là dễ bởi vì chúng ta đã được cho trước các động từ rồi. Các em chỉ cần xem là chủ ngữ là chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là was hay là were. Sau đó thì các động từ này mình thêm đuôi ing theo cấu trúc của thì quá khứ tiếp diễn là được các bạn nhé. Number 1, câu số 1. My dad first meet my mom when he visit. Ba của tôi lần đầu tiên gặp mẹ tôi khi ông ấy đã đang đi thăm phố cổ Hội An. Như vậy thì ở đây các em thấy chủ ngữ là he, cho nên động từ to be chúng ta sẽ dùng là was. Trường hợp thứ nhất này các bạn nhé. Động từ to be sẽ là was. Và động từ visit chúng ta thêm đuôi ing vào. Cho nên câu này sẽ là was visiting. Number 2, câu số 2. Tom had a nightmare while he slept in the cave by the old castle. Và ở đây chúng ta thấy có chủ ngữ là he. Thì chúng ta cũng chia động từ to be là was. Và chúng ta thêm đuôi ing vào đây. Was sleeping. Tom đã gặp một cơn ác mộng khi cậu ấy đang ngủ cạnh lâu đài cổ. And number 3, câu số 3. David hurt his foot while he go down the steps of the pagoda. Câu này thì cũng có chủ ngữ là he, chủ ngữ là số ít. Chúng ta sẽ chọn động từ to be was. Và going là động từ thêm đuôi ing. Was going. David bị thương ở chân, bị đau ở chân khi cậu ấy đang đi xuống bậc thang ở chùa. And number 4, câu số 4. My brother was just sitting while I look around the weaving workshop. Anh trai tôi đang ngồi trong khi tôi đang ngắm nhìn xung quanh xưởng dệt. Vậy thì ở đây với chủ ngữ là I, chúng ta cũng chọn động từ to be was. Và động từ này mình thêm đuôi ing vào. Was looking. Number 5, câu số 5. Ở đây chúng ta bắt gặp một câu hỏi. Thì cấu trúc của thì quá khứ tiếp diễn hồi nãy cô đã hướng dẫn rồi. Đối với phần câu nghi vấn, câu hỏi thì chúng ta chỉ cần đảo động từ to be lên đầu câu. Cho nên động từ to be phải là were. Trường hợp thứ hai này các em nhé. Were. Chúng ta đảo từ đó lên đầu câu. Và sau chủ ngữ you sẽ là động từ watch thêm đuôi ing. Watching. Were you watching TV at 9 p.m. last night? There was a very good program on Đường Lâm Ancient Village Preservation. Bạn có xem TV lúc 9 giờ tối hôm qua không? Có một chương trình rất hay về bảo tồn làng cổ Đường Lâm. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động tiếp theo. Ở bài tập số 2, các em sẽ hoàn thành những câu dưới đây và sử dụng hình thức quá khứ tiếp diễn của những động từ đã cho. Bài này thì khác với bài tập 1 là chúng ta phải tự tìm động từ nào thích hợp với từng câu để chúng ta điền vào. Còn thì của động từ thì chúng ta vẫn chia nó ở quá khứ tiếp diễn. Và các em vẫn lưu ý một điều rằng khi chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn thì chúng ta sẽ xem chủ ngữ để mình có thể chọn được đúng động từ to be, was hay là were các bạn nhé. Những động từ này thì các em thấy rất là quen thuộc, đúng không? Động từ live, make, preserve, bảo tồn, work, build. Những động từ rất là quen. Number 1, câu số 1. Chủ ngữ là people. The monument for years because it had great value. Đối với việc chọn động từ thì các em sẽ dựa vào tình huống các bạn nhé. Câu 1 chúng ta có thể hiểu như sau. Người ta đã bảo tồn di tích trong nhiều năm vì nó có một giá trị rất là to lớn. Vậy thì bảo tồn chúng ta sẽ chọn cho cô là động từ preserve. Và bây giờ chúng ta sẽ xét đến chủ ngữ để mình có thể chia đúng thì quá khứ tiếp diễn. Chủ ngữ là people. Danh từ số nhiều, mình sẽ chọn động từ to be là were. Và động từ này mình thêm đuôi ing. Các em bỏ e đi rồi mình thêm đuôi ing nhé. Như vậy sẽ là were preserving. Number 2, câu số 2. When I finished school, my family in the countryside. Sống thì các em sẽ chọn cho cô động từ live. Khi tôi học xong thì gia đình của tôi đã đang sống ở quê. Ở câu số 2 này các em lưu ý cho cô với danh từ family. Nó hơi đặc biệt, nó là một danh từ tập hợp. Tùy từng trường hợp để chúng ta có thể hiểu danh từ family. Nó là danh từ số ít hay số nhiều các em nhé. Ví dụ như khi chúng ta muốn nhắc tới là một gia đình, hai gia đình thì đó là danh từ số ít, số nhiều. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta
Theo tình huống của câu số 2, chúng ta hiểu nó là gia đình tôi có nghĩa là muốn nhắc tới là tất cả các thành viên trong gia đình của bạn này là đều đang sống ở làng quê, đang sống ở quê, cho nên danh từ này chúng ta có thể hiểu nó là số nhiều. Và tóm lại thì khi chia động từ, các bạn có thể dùng cho cô là số ít hay số nhiều với nó đều được. Nếu như các em dùng số nhiều thì mình sẽ chọn động từ to be là were cộng với động từ live thêm đuôi ing, were living. Và nếu chúng ta muốn chọn là was thì cũng ok các bạn nhé. And number 3, câu số 3. Câu này với chủ ngữ là people. The Taimaha, a world had a decide why Shah Jahan was emperor. Câu số 3 thì các em có thể dịch như sau. Mọi người đang xây dựng Taimaha, một di sản thế giới, trong khi Shah Jahan là một hoàng đế. Như vậy thì với động từ xây dựng, chúng ta sẽ chọn cho cô là build. Ở đây chủ ngữ là people, là danh từ số nhiều, cho nên các em sẽ chọn to be là were. Như vậy sẽ là were building. And number 4, câu số 4. Câu này thì là một câu hỏi yes, no. Chúng ta có chủ ngữ là you, cho nên động từ to be chắc chắn sẽ là were. Phần còn lại chúng ta sẽ chọn động từ chính theo tình huống các bạn nhé. Câu này thì chúng ta có thể dịch như sau. Có phải là ông vẫn làm việc ở trang trại cà phê khi chiến tranh bùng nổ phải không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào tình huống để mình chọn động từ. Và làm việc thì chúng ta có thể chọn cho cô là động từ work. Các em chia vào đây đó là working. Còn đối với you sẽ là were. Và chúng ta sẽ được câu hỏi là were you still working on the coffee farm when the war broke out, Grandpa? And number 5, câu số 5. Với chủ ngữ là I, a presentation when the microphone stopped working. Câu này chúng ta có thể hiểu là tôi đã đang thuyết trình thì chiếc micro bị hỏng hay là bị ngừng hoạt động. Vậy thì chúng ta sẽ có cụm động từ thuyết trình đó là make a presentation. Và chủ ngữ là I, cho nên động từ to be sẽ là was. Cho nên chỗ này sẽ là was making. I was making a presentation when the microphone stopped working. Trước khi chuyển sang bài tập số 3 thì chúng ta sẽ xem phần ngữ pháp số 2 của bài này, đó là wish cộng với past simple, wish cộng với quá khứ đơn. Các em cũng ghi chép cẩn thận vào vở để áp dụng và làm bài tập. We use wish and past form verb when we want something now or in the future to be different. Cấu trúc là subject, wish, subject, past simple. Chúng ta sử dụng wish cộng với hình thức quá khứ của động từ khi chúng ta muốn một cái sự việc gì đó nó xảy ra khác so với hiện tại hoặc là tương lai. Thì để rõ hơn, các em sẽ xem hai ví dụ này. I wish I had enough money to travel around the world. Tôi ước là tôi có đủ tiền để đi vòng quanh thế giới. Thì trước tiên chúng ta xem về cấu trúc. Subject, chủ ngữ. Chủ ngữ đầu tiên là I. Sau đó là động từ wish. Đây. Tiếp theo lại đến chủ ngữ nữa là I. Và quá khứ, past simple. Thì ở đây là động từ had, quá khứ của động từ have. Tôi ước là tôi có đủ tiền. Và cái điều ước này có nghĩa là người này muốn là hiện tại có đủ tiền hoặc là trong tương lai có đủ tiền để có thể travel around the world. Ví dụ thứ hai, I wish that my mother didn't have to work so hard. Tôi ước là mẹ tôi đã không phải làm việc vất vả như thế. Thì về cấu trúc các em thấy là nó giống như phần trên. Có từ that thì mình có thể có hoặc là không đều được các em nhé. Chủ ngữ là I, động từ wish. Rồi tới chủ ngữ là my mother. Và phần này nó là câu phủ định của past simple. Cho nên chúng ta sẽ có trợ động từ didn't. Sau đó mới tới động từ nguyên mẫu. Như vậy thì động từ nguyên mẫu sẽ là động từ have. Didn't have to work. Và đó là nội dung của cấu trúc wish cộng với past simple. Chúng ta cũng ghi chép đầy đủ vào vở. Và bây giờ chúng ta làm bài tập số 3 các em nhé. Ở bài tập này với yêu cầu là chúng ta sẽ chia động từ trong ngoặc và đúng thì của nó. Number 1. The children wish they get more presents every Christmas. Trẻ em thì ước muốn là họ nhận được nhiều quà vào mỗi dịp Giáng sinh. Các em thấy là phần này thì chúng ta đang áp dụng cấu trúc mà cô trò chúng ta vừa nói xong. Đó là wish cộng với past simple, quá khứ đơn. Thì ở đây sau động từ wish, chúng ta sẽ dùng chủ ngữ they và quá khứ của động từ get thì chúng ta đưa về động từ got. Number 2, câu số 2. I wish I have enough money to visit London and Windsor Castle. Tôi ước là tôi có đủ tiền để đi du lịch đến London và thăm lâu đài Windsor.
Thì ở đây chúng ta có động từ have. Các em chia quá khứ của nó là từ had. Number 3, câu số 3. Ở đây chúng ta có một câu hỏi. Tuy nhiên thì phần câu hỏi nằm ở phần động từ phía trước này. Mệnh đề phía trước này là do you wish. Vậy thì sau chủ ngữ we, chúng ta vẫn chia động từ ở quá khứ bình thường các bạn nhé. Động từ have biến thành từ had. Do you wish we had a swimming pool in our school? Bạn có ước muốn là trường mình có một hồ bơi hay không? And number 4, câu số 4. We wish we can spend our summer holiday at the seaside. Chúng tôi ước rằng chúng tôi có thể dành kỳ nghỉ hè của mình ở bãi biển. Vậy thì ở đây chúng ta có một cái phần khác so với những câu kia, đó là chúng ta có động từ khuyết thiếu can. Thì khi mà các em có động từ khuyết thiếu thì chúng ta sẽ chia quá khứ của động từ khuyết thiếu. Còn phần động từ chính thì chúng ta sẽ để nguyên mẫu đứng sau khuyết thiếu các bạn nhé. Như vậy can nó sẽ biến thành could. Và động từ spend chúng ta để nguyên. We wish we could spend our summer holiday at the seaside. And number 5, câu số 5. I wish I can go back to my grandparents' time. Tôi ước gì là tôi có thể quay trở lại thời của ông bà mình. Và ở đây chúng ta cũng có động từ khuyết thiếu giống như câu 4. Can chúng ta sẽ biến thành could và động từ go các em để nguyên. Như vậy câu này sẽ là I wish I could go back to my grandparents' time. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài tập tiếp theo các em nhé. Ở bài tập số 4 chúng ta sẽ vẫn tiếp tục với phần wish và past simple. Yêu cầu của phần số 4 như sau. Chúng ta đọc đoạn văn dưới đây và viết 5 thứ mà bạn Jenny có thể là mong ước và có một ví dụ cho mình. Đây, ví dụ của các em là câu này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng cô đọc đoạn văn trước nha. My sister Jen is very untidy. She and I share the same room, but I have to clean it every day. Whenever she's at home, she lies in bed reading or playing computer games. She often puts her dirty clothes on my bed. I'd like to have my own room, but it's impossible now. I hope she can change her way one day. Jenny, 14. Chị gái của tôi là chị Jen thì rất là bừa bộn. Chị ấy và tôi thì ở chung một phòng, nhưng tôi phải dọn dẹp phòng mỗi ngày. Bất cứ khi nào mà chị ấy ở nhà thì chị ấy đều nằm ở trên giường đọc sách hoặc là chơi trò chơi. Chị ấy thường để quần áo dơ ở trên giường. Tôi muốn là tôi có một phòng riêng, nhưng mà bây giờ thì điều đó không thể. Tôi hy vọng rằng chị ấy có thể thay đổi cái cách sống của mình vào một ngày nào đó. Jenny, 14 tuổi. Đó là nội dung của đoạn văn ngắn. Thì bây giờ các em sẽ xem ví dụ cho trước như sau. Jenny wishes that her sister Jane was tidy. Phần này cô đã cho các em trong phần từ mới với tính từ tidy. Nó trái nghĩa với untidy. Untidy là bừa bộn và tính từ tidy là ngăn nắp. Ở đây là Jenny ước rằng chị gái của cô ấy là Jane thì phải ngăn nắp. Đấy là câu ước đầu tiên. Chúng ta cũng xem động từ luôn ở đây các bạn nhé. Mình có động từ wish là ước. Thì Jenny là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Chúng ta thêm es. Câu này dùng thì hiện tại đơn. Jenny wishes. Chúng ta đọc là wishes. Jenny ước rằng chị gái Jane của mình ngăn nắp. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một số những câu gợi ý các bạn nhé. Chúng ta xem các câu gợi ý này của sách giáo khoa. Jenny wishes that she didn't have to share the room with her sister. Jenny ước rằng cô ấy không phải ở chung phòng với chị gái của mình. Nói chung nội dung của 5 câu này là chúng ta lấy ở trong đoạn văn này ra các em nhé. Nhưng mà chúng ta viết thành những cái câu ước của Jenny như thế này. Câu số 2. Jenny wishes that she didn't have to clean the room every day. Jenny ước rằng cô ấy không phải dọn dẹp phòng mỗi ngày. Câu số 3. She wishes that her sister Jane didn't lie in bed reading or playing computer games. Cô ấy ước rằng chị gái Jane thì không nằm ở trên giường đọc sách hoặc là chơi trò chơi. Câu số 4. She wishes that her sister Jane didn't put dirty clothes on her bed. Cô ấy mong ước là chị gái Jane không bỏ đồ dơ ở trên giường. Câu số 5. She wishes that she had her own room. Cô ấy ước là mình có một căn phòng riêng.
Đó là gợi ý cho các em ở hoạt động số 4. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 5. Ở phần này chúng ta vẫn tiếp tục với wish và past simple. Các em làm việc theo cặp và chúng ta nói với bạn mình 3 điều ước, 3 wishes, 3 điều ước. Như vậy thì ở phần số 4, các em đã đọc đoạn văn và chúng ta viết về những cái điều ước của bạn Jane. Thì ở phần số 5 này chúng ta sẽ viết về những cái điều ước của mình các em nhé. You can refer to the following. Chúng ta có thể đề cập đến các vấn đề sau đây. Your everyday life, cuộc sống hàng ngày của em. Your study at school, việc học ở trường của em. Your family, gia đình của em. Thì có các ý như là family members, relationship, những thành viên trong gia đình hoặc là các cái mối quan hệ trong gia đình. Your friends, bạn bè của em. Các em có thể xem câu ví dụ. I wish I had a dishwasher to do the washing up for me every day. Tôi ước là tôi có một cái máy rửa chén để dọn rửa cho tôi mỗi ngày. Cô sẽ gợi ý cho các em hai câu. Và đồng thời chúng ta cũng có các câu gợi ý của sách giáo khoa các bạn nhé. Cô ví dụ là I wish my family had a robot to help with housework. Tôi ước rằng gia đình tôi có một người máy để có thể giúp đỡ công việc nhà. Và điều ước số 2, I wish that my school organized more weekly music clubs for students. Tôi ước rằng trường tôi tổ chức nhiều câu lạc bộ âm nhạc mỗi tuần cho học sinh. Đó là hai ví dụ của cô và chúng ta xem thêm các ví dụ của sách giáo khoa. I wish I had less homework every day. Tôi ước là tôi có ít bài tập về nhà mỗi ngày. Câu số 2, I wish I had my own room. Tôi ước là tôi có phòng riêng. I wish my best friend and I could go around the world together. Tôi ước rằng bạn thân của tôi và tôi có thể đi vòng quanh thế giới cùng nhau. Đó là các câu gợi ý cho các em ở hoạt động số 5. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay. A closer look to của bài số 4. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.